xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay anh em tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2017, mang phiên bản số sàn, máy 1.5, máy xăng. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017 lên form mới, máy trắng, động cơ 1.5 máy xăng. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Mang trên mình một nước sơn màu đen, hồ sơ cầm tay. Đặc biệt bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng từ đời 24 trở lên các bác nhá. Con này sản xuất 2017. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy trước cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc xe. Máy mới, máy trắng, máy số zin. Máy số zin thôi nhá. Tất cả những cái ốc ác nguyên đai nguyên kiện. Ốc ác vẫn còn sơn chấm 7 màu. Phần đinh tán rạc giật của xe nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá. Máy móc rất là chất luôn. Keo chỉ zin, máy số zin. Toyota Vios là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá, mang thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành các bác nhá. Đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không hay ở mặt. Với giá tiền 348 triệu đồng, bên em có bao gồm phí sang tên cho các bác nhé. Sang tên đổi chủ cho các bác, chính tên chính chủ các bác luôn. Đấy, tất cả đinh tán trang giật ok. Máy móc lỏ rất là êm. Máy vẫn còn sơn chấm 7 màu, chưa hề động đến tele mở led. Đấy, các bác xem máy móc của xe, tổng quan khoang máy các bác nhé. Máy lỏ rất là êm. Tất cả tinh tán cho giật thủ đã sóc nguyên bản. Đấy, máy tất cả đèn đóm này. Đấy, đèn pin salon siêu sáng các bác nhé. Mặt ca đăng đã được ốp inox mạng chrome. Hồ sơ cầm tay. Phần tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tổng quan của lắp capo các bác nhá. Ốc áp bản đề này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin đều dập tắt các bác nhá, tem mác này. Đấy, tem mác các bác nhá. Vẫn còn lớp bể zin nguyên bản các bác nhá. Sản xuất 2017. Lên máy mới, máy trắng các bác nhá. Bên em có hỗ trợ ngân hàng lên đến khoảng 60-70% giá trị của xe. Thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 150 triệu các bác nhé. 150 triệu đã có thể đánh được một mẫu xe Toyota Vios về đi chơi Tết các bác nhé. Đấy. Con này đi chơi Tết thì quá đỉnh luôn các bác nhé. 2017, máy mới, máy trắng, máy số zin. Sơn xi thì màu đen, sạch sẽ đẹp đẽ, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và cột xe. La răng đúc, phanh đĩa bốn bánh các bác nhá. Túi khí đầy đủ. Chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất những năm 2017. Đấy, nội thất đây, ghế da màu kem. Đấy, ghế da màu kem. Đấy, rất là xịn sò các bác nhá. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy. Chân nỉ của nó nguyên bản theo xe, đã được bọc một lớp ni lông. Đấy. Nguyên bản theo xe bọc một lớp ni lông các bác nhá. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy. Táp ly của nó này vẫn còn gai sần luôn. Đấy. Vẫn còn gai sần rất là đẹp. Hệ thống keo chỉ này. Đấy, keo chỉ khung cánh cửa này.
Đấy, không hề bù mọt các bác nhá. Chốt khóa trẻ em này. Đấy, khung cánh cửa cột kèo và đinh tán nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhá. Đấy, nguyên bản này. Đấy, cột kèo đinh tán zin nguyên bản luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn. Đấy, không ngập nước. Đấy, lốp dép của đằng sau này. Đấy, có lốp của đằng sau bên lái các bác nhá. Tất cả hệ thống cua lốp này không hề một mọt các bác nhá, máy gầm thì lại chất luôn. Hệ thống đèn đóm của xe này. Đấy, đèn đóm của xe này rất là sáng máu đều nhau các bác nhá. Phần tổng quan của lắp cốp này. Đó, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Lớp đỉ này, các lỗ của nó tròn không hề mó méo các bác nhá. Đấy, tròn không hề mó méo luôn. Phần sàn của xe này. Đấy, la răng đúc các bác nhá. Sàn của nó vẫn là la răng đúc luôn. Đấy, sàn thì không hề mục mọt này. Không hề mục mọt các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đấy, các bác xem gầm bệ này. Chắc lịch các bác nhá, không hề có hiện tượng mục mọt. Đấy, gầm bệ chắc lịch luôn. Đấy, rất là ok, sọc kê các bác nhá. 348 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí sang tên cho các bác. Đấy, bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến khoảng 60-70%. Thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 150 triệu là đã có thể đánh được một mẫu xe Toyota Vios 2017 về sử dụng các bác nhé. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp này. Đó, nguyên bản các bác nhé, la răng đúc này. Hệ thống táp ly của cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Vẫn còn gai sần các bác này, vẫn còn gai sần. Hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, led chứ là soli các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, Toyota Vios là một mẫu xe quốc dân. Đấy, một mẫu xe lồi đồng của đá không hay ở mặt. Đấy, tất cả những cột kèo đinh tán của xe vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Rất chi là đẹp luôn. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhé. Táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhé. Ốc áp bản nè. Đấy, âm thanh khung cánh cửa. Keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá. Nót sàn đầy đủ luôn. Nội thất ghế da màu kem. Màn hình Android. Táp lô đã được trang bị thảm trải táp lô. Đây là phần hộp đựng đồ này. Đó, hộp đựng đồ các bác nhá. Ốc áp bản nè. Chưa hề động đến kale mở led. Đấy, cột keo. Phần cột kèo của xe này. Đấy, zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Phần đấy, cánh cửa của nó này. Tay lắm mở cửa Opilock mạ chrome. Đấy, full đồ các bác nhá. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và cục xe. Đấy, sơn si thì không hề có vết xước các bác nhá. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2021 thì đã hết rồi các bác nhá. Em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới tinh cho các bác nhá. Đấy, hỗ trợ đăng kiểm mới tinh cho các bác. Phần quả lốp của đằng trước bên phụ. Đấy, tất cả này, tủ giảm sóc này, cua lốp này. Đấy, rất đẹp. Rất là đẹp các bác nhá. Sơn si màu đen bản sedan hai đầu thương hiệu Nhật Bản, hồ sơ cầm tay. Đấy, bao gồm phí sang tên cho các bác, giá tiền là 348 triệu đồng. Đấy, sang tên đăng kiểm mới cho các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565.
hoặc đến trực tiếp cửa hàng em đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 đối diện với chùa Cao Linh các bác nhé. Toyota Vios sản xuất 2017 nó lên máy mới, máy trắng các bác nhé. Xe thì đẹp gắt luôn. Đấy, cam kết các bạn là keo chỉ zin, máy số zin. Táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhé. Đấy, táp ly này, các bác xem vẫn còn gai sần rất đẹp luôn. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé, không hề mọt keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin bập lên xuống này, chân côn, chân phanh, chân ga các bác này. Đấy, ốc bản nè đây, tem mát cho máy sản xuất này. Đấy, nguyên bản các bác nhá, nguyên bản luôn, đinh tán thằng giật ô sọ kê. Đấy, ô sọ kê các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Bô lăng 3 chấu các bác nhá. Đấy, trang bị túi khí an toàn này. Đấy, túi khí an toàn này. Tất cả những cái phím điều hòa này rất là đẹp các bác nhá. Cổng sạc điện thoại này. Phần quả số này. Đấy, túi khí an toàn cho bên phụ các bác này. Đấy, màn hình Android. Đấy, màn hình Android. Xi nhan báo rẽ hoạt động rất là ok, phun nước gạt mưa. Đấy, hệ thống đèn trần. Đấy, đèn trần các bác nhá, chắn nắng này, mở ra có cả gương trang điểm các bác nhá, gương trang điểm này hai bên các bác này. Đấy, bên trong là trần nỉ, bên ngoài bọc một lớp ni lông. Đấy, trong trần nỉ các bác nhá. Gương cụp xe. Đấy, cụp xe các bác nhá. Đấy, chỉnh điện. Đấy, hoạt động rất là trơn tru luôn. 2017 giá tiền thì 348 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí sang tên cho các bác nhá, sang tên bấm biển cho các bác, về chính tên chính chủ các bác luôn. Đấy, bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe, thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 150 triệu thôi các bác nhé. 150 triệu đã có thể đánh cho một mẫu Toyota Vios này về sử dụng. Đấy, về chơi Tết thì quá là ok các bác nhé. Đấy, về đi chơi Tết quá ok luôn. Đấy, tránh rét, tránh dịch. Đấy, vừa được đi chơi Tết luôn. Xăng ăn thì tầm độ khoảng 6 lít trên 100 cây số, chở được 5 người. Đấy, thất thì đẹp đẽ sạch sẽ các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể của mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017 mang phiên bản số sàn động cơ 1.5 máy xăng. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 348 triệu đồng. Bên em bao gồm phí sang tên và đăng kiểm mới cho các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau ạ.